ông đứng ông chống nạnh này, ông đứng chống nạnh, ông nhìn sang nhà em. Thế là em từ đấy là em cũng sợ sợ ngớ ngớ đông này, em không có dám phô trương. Có một cái bạn này thì là sinh năm chín mấy nhỉ, 91 92 gì đấy, mở tiệm cũng được 6 năm rồi, mở ngay chợ. Hồi xưa thì là bạn ấy nói là cái tiệm này là bạn có tiệm thứ hai ở cái chợ đấy. Đầu tiên là cái ông trưởng trạm, thế là trưởng thôn gì đấy, là tiệm ông bạn này ông nói là trưởng thôn chứ không phải trưởng trạm đâu, trưởng thôn. Thì bạn này bán nói là bạn tiệm đó là đầu tiên, sau đó là sang là tiệm thứ hai là tiệm của bạn này. Nhưng mà về thì là doanh thu nó được có 1 triệu 2 triệu thôi, nhưng mà sau này cứ mỗi năm là cứ mọc ra thêm một tiệm, và cứ càng một năm mọc ra thêm một tiệm thì cứ mỗi một năm như vậy thì doanh số lại tăng thêm một triệu, và cho đến bây giờ là doanh số nó đang lên là 5 triệu 6 triệu, và bây giờ nó cũng tương ứng lại còn 5 6 7 trên một cái cung trời này. Thì bạn nó không lý giải được, và mình cũng không nói về cái chuyện đấy, nhưng mà ta đang nói một cái câu chuyện rất là hay. Đó là bạn là người thứ hai ở cái chợ đấy, nhưng mà bạn vẫn đang định vị bạn ấy là người thứ hai ở cái chợ đấy, tại vì là nguyên nhân như này. Có rất nhiều khách hàng đến mua hàng ở nhà này, cái nhà cái bạn này, nhưng mà cứ mỗi lần đến mua hàng là cứ những cái người mà già già trung trung tuổi ấy. Hồi xưa thường thường hay được tiêm truyền ở cái nhà ông trưởng thôn kia đấy, thế cảm thấy là mỗi lần mà mua hàng bên nhà này là rất là ngại, mọi người hiểu không ạ? Thế mỗi lần mà cứ mỗi người già già đứng tuổi là cứ mua là cứ lén la lén lút sang phải mua, là cứ thật thà thật thỏm nhìn sang bên kia thì ông trưởng thôn có ngó không. Sáng bắt đầu thì là mấy người khách này mới nói là tao là tao thích nhà mày, là tư vấn là nhiệt tình đấy, nhưng mà tao mỗi lần tao mua nhà mày tao ngại vô cùng. Là cái ông trưởng thôn bên đó là ông rất là kinh lắm, mỗi lần tao mua bên này là ông mắt ông đường ông nhìn tao sợ luôn. Thế là vô tình cái thằng chủ đấy nó bắt đầu nó mới nghe được cái những cái suy nghĩ đấy, những cái câu nói đấy, những cái câu chuyện đấy, bắt đầu cái thằng chủ này nó cũng bắt đầu nó cũng sợ sợ với cái ông này. Nào nó nghe kể là nghe khách khách nó kể ông này là quan hệ với chính quyền này kia cũng nhiều lắm rồi, xong bắt đầu là đấy khách nó tiêm lộn ngược suy nghĩ đấy cho bạn này. Thế bạn này là cũng tin, tạm tin thôi cũng chưa tin đâu, nhưng mà hôm sau nghe bảo bạn này là có bữa em ra em thấy là ông đứng ông chống nạnh này, ông đứng chống nạnh, ông nhìn sang nhà em. Thế là em từ đấy là em cũng sợ sợ ngớ ngớ đông này, cho nên là sau này là các cái cách mà cho nên là đóng ảnh một phần là em không có dám phô trương. Thế mình nói phô trương là cái em không dám phô trương, em không dám làm lớn nữa, em sợ sợ đến nỗi anh chị em biết không, cái bảng hiệu người ta là bảng ngang cái để cái bảng vẫy ấy, để cho người đi đường là thấy được tiện đúng không. Thế ông sống ăn ở kiểu gì, ông sợ kiểu gì mà ông đặt chặt luôn, ông đặt dọc với nhà thuốc ấy, tức là ông chỉ có ai đứng trực diện mới thấy được biển hiệu, còn nếu đi ngang không biết nhà thuốc. Ông sống kiểu gì là ông sợ té cái đá như vậy này, nào là sợ hàng xóm nói câu cứ con đệ này không được, con đệ như này không được. Thế là cuối cùng là ông này sống suốt ngày sống trong cái việc là cái từ khóa mà ông cài vào đầu ấy là sợ phô trương. Cái từ khóa sợ phô trương này ai mà còn giữ được trong lòng thì sẽ không làm được online, thì sẽ không dám bật video quảng cáo, tại vì phô trương là quảng cáo mà đúng không, phô trương là làm marketing. Và tất cả anh ta chọn một suy nghĩ, đó là anh ta phải rời khỏi nơi này, anh ta di chuyển lên một cái khu vực đó cách đó khoảng 6 km để anh ta kinh doanh. Anh ta không dám làm số 1 ở khu vực đấy, mặc dù khu vực đấy còn rất là tiềm năng. Thì mọi người thấy không, cái vấn đề ở đây nó nằm ở chỗ này này, cái câu chuyện mình nghe, cái ngôn từ mình dùng này, mà có cái tính gọi là lo sợ này, tiêu cực này, thì kiểu gì mình cũng sẽ sống trong cái sự sợ hãi đó. Ngày hôm nay mình không biết là mình là sư mấy, nhưng mà có thằng nào đấy nó cứ mặc định mình là thằng ngu nhất, và mình tin mình là thằng ngu nhất, thì chắc chắn đến một ngày mình là thằng ngu nhất. Và ở đây ai có cái thói quen nào nhé, hồi xưa anh có cái thói quen này, cứ mỗi lần mà mình cảm thấy nó buồn buồn ấy, mình vào hội nhóm nhà thuốc, và sau đó thì mình rất là thích đọc những cái tin nào mà thằng nào bán sáng giờ mà không nổi 300.000, sáng giờ bán nó không nổi 500.000, mình thích lắm. Mình thích đấy mình chưa đã, mình còn ra ngoài mình ngó xem cái nhà cách đấy 20 mét đấy, ngó xem được có khách không. Hôm nào nó không có khách thì mình vui, hôm nào nó có khách thì mình cứ nóng hết cả ruột. Đó là những suy nghĩ về xưa này, và bây giờ cũng vậy, anh chị em làm online chị em cũng sẽ rơi vào cái cảnh đấy, và bạn nó cũng một cái nội dung mà tại sao thằng kia nó làm kiểu view bài mình đéo làm đéo lên, lại bắt đầu là cái tính sân si của cái làm cũng giống như cái việc làm online đấy, anh chị em hiểu không ạ? Cùng một cái sự kiện thôi, nhưng mà bây giờ mình dịch chuyển ra này, cái tính là ghét ăn tức ở là vẫn còn trong lòng mình. Gọi thì nó nghe nó thô thiển, nhưng thực ra nó là như vậy, nó không thoát được cái cám dỗ đấy. Cái nguy hiểm của việc này, cái nguy hiểm của cái việc mà mình càng tập trung vào những cái đứa giống mình này, nói chuyện gì nó xảy ra khi chúng ta càng tập trung vào những cái đứa giống mình ấy, thì mình lại tiếp tục lại là phiên bản giống như mình rơi mẹ nó xuống cái vòng an toàn của mình. Khi quay lại cái con người cũ của mình ấy, cái con người mới của mình là mình muốn nào là phát triển, nào là online, nào là tăng nhận diện, tăng thương hiệu, nào là muốn đấy mình muốn
mình muốn nhiều thứ lắm, muốn nổi tiếng, muốn doanh số cao. Và cái mình có là gì? Cái mình có là có thời gian để đọc, để nghiên cứu, để xem cập nhật các tình hình thằng nào bạn ấy giống như mình. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy đăng ký để xem nhiều video bổ ích hơn nữa trong lĩnh vực kinh doanh nhà thuốc phòng khám nhé.